Người từ Tây Trúc về đây ai đón một lần, người từ Tây Trúc về đây thơm ngát thiền hương, người đến Phương Đồng ngoại mặt nhân gian suốt 9 năm dài. Giọt sương rơi là pháp âm diệu huyền, có đâu ngờ một hôm tuyết phủ đầu non, rừng thu lá rơi hải chiều chiên dâng. Ngờ đâu mùa sớm nụ hoa thơm nở bừng hương ác, một vầng trăng thanh thắp sáng hoàng hôn trần gian rồi thoát tư sinh, thiền tông pháp màu chiếu người quang minh, khuệ dục si mê phải dần tan biến, bồ đề nhân duyên cứu vớt quần sinh. Để đạt ma thiền quang lồng lộng, một vì sao mai chuyển hướng trời đông, bao kiếp mong chờ thời cơ đã đến, đèn tâm thắp dậy pháp màu truyền trao, một nụ tâm khôi nở bừng sáng lạng, một trời yêu thương tươi xuống hồn hoa, tình chúng vời vợi người về Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Di Giáo. Chúng ta ôn lại cái nội dung kinh Di Giáo mà chúng ta đang học. Trong phần pháp yếu, tức là cái phần căn bản Phật chỉ dạy gồm có những điều gì? Có mấy phần? Phải nhớ nha, tại vì kinh Di Giáo ngắn lắm. Có 3 phần.
Phần thứ nhất là gì? Đối trị tà nghiệp. Thứ hai, đối trị khổ vọng. Và thứ ba, đối trị phiền não. Mà mình đang học đến phần đối trị phiền não. Đó, ôn bài trước nhất, ôn cái tổng quát như vậy. Khi mà phần pháp yếu có nghĩa là phần căn bản của pháp, của lời Phật dạy. Khi mà nói đối trị tà nghiệp chính là nhắc nhở đến chuyện giữ giới. Giữ giới để không có tà nghiệp, nhưng mà cuối cùng là để giữ được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, cái mà nhà thiền đang nhắc nhở mình dụng công. Hằng ngày khi nghe mà trở về với chân tâm, có nghĩa là sống với cái gì? Chính là giới thể thanh tịnh đó. Chính là tâm thanh tịnh, chính là giới thể thanh tịnh. Đó. Rồi đến phần thứ hai mà đối trị khổ vọng thì gồm có cái gì? Gồm có cái gì nè? Trong đó nói ngược lại là không biến nhát buông lâu, không biến nhát buông lung ngủ nghỉ nha. Đối với căn khổ, căn buông lung và dục buông lung nữa. Tức là dục là ngũ dục, căn là sáu căn buông lung. Mà thế nào là căn buông lung? Khi chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Bây giờ nói căn buông lung, mình không muốn buông lung, mình không tiếp xúc, đúng không? Không nha. Đạo Phật là một cái giáo lý trung đạo. Mình đối cảnh mà mình dính mắc thì khuyên mình không nên dính mắc. Thì mình đừng có hai phần nha, đối cảnh nha, rồi dính mắc. Thì khuyên không nên dính mắc để không tạo nghiệp. Thế là mình lúc nào cũng hăng hái lắm, nhưng mà hăng hái sai, cho nên mình liền nói không, bây giờ con không đổi cảnh. Vậy trúng không? Không. Cái trung đạo của Đạo Phật là vẫn đối cảnh, vẫn sáu căn, vẫn tiếp xúc với sáu trần. Còn người nào nói tôi tu, bây giờ tôi quyết tâm tu rồi, tôi không tiếp xúc với ai hết, cắt hết. Cho là tu tinh tấn, nhưng mà mình quá đáng. Mình đang tu thiên lệch, một là buông lung, hai là đang thiên lệch về cách dụng công. Vẫn tiếp xúc, nhưng vô trụ, vô phân biệt. Và cái điều này chúng ta được học Pháp, nhất là học thiền lâu. Trả lời như thế nào? Khi người ta đặt vấn đề, con không tiếp xúc thì thôi, chứ tiếp xúc là con phải dính mắt thôi à. Trả lời như thế nào? Có bắt buộc tiếp xúc là phải dính mắt không? Dính mắt là bước số mấy? Bước số 2. Chứ tiếp xúc là bước số 1. Nếu mà đạo lực mình mạnh, tiếp xúc mà không dính mắt. Mà không dính mắt thì sẽ không bước qua trợt thêm một bước số 3 nữa là phân biệt. Rồi phân biệt rồi cũng chưa xong nha. Vô minh là nó trợt dài lắm. Nó trợt dài lắm. Nó trụ rồi, nó phân biệt, thì đồng thời nó qua lựa chọn. Khi phân biệt rồi nó nhanh lắm. Nó nhanh lắm, mình không làm chủ được. Cho nên giờ này mình tập làm chủ để sống được với chân tâm. Tức là mình không bị trợt qua cái dính mắc, phân biệt, lựa chọn, có nghĩa là tạo nghiệp. Cái bước này nó nhanh lắm, tại vì nhiều đời luân hồi sanh tử. Còn hôm nay chúng tôi cho rằng phải phước đức lắm mình mới được nghe đến những đoạn căn bản này. Tôi sở dĩ trân trọng là vì ngày xưa không phải khoe với đại chúng, nhưng mà đó là kinh nghiệm bản thân. Chúng tôi có duyên thích học Phật Pháp từ nhỏ. 9 tuổi bắt đầu được học mà chưa có thích. Khoảng mười mấy để đếm thử nha. Có thể 13, 14 tuổi là đã thích Phật Pháp rồi. Và tới 15 tuổi là đi về chuyên sâu rồi. Tự mình học thôi, chứ không có trả bài với ai cả. Rất là thích rồi.
Và những câu hỏi, những vấn đề mình đặt ra, nó trở thành một sự ôm ấp mà không có thầy để trả lời cho mình. Mặc dù chúng tôi cũng đã từng đến những đạo tràng chuyên tu học để đặt câu hỏi, nhưng nói nhỏ nhỏ cho nghe, không có người trả lời. Không có người trả lời cho mình. Cho nên tại sao khi gặp Hòa Thượng Trúc Lâm là một ngọn hải đăng để chúng tôi nương tựa? Tại vì thầy ôm ấp cái thắc mắc Phật dạy điều gì và làm sao để thực hành. Thầy ôm ấp hai điều đó. Và khi một người chân thật tu hành thì nghi điều gì phải trả lời cho được. Nghi về giáo lý văn tự cũng phải trả lời cho xong, mà nhất là phải nghi luôn thực hành như thế nào. Thì tôi cho rằng rất phước đức. Giống như hôm nay đại dịch Covid, không phải lần đầu nhân loại có những cái đại dịch đâu. Chúng ta đọc về lịch sử sẽ thấy có những trận, nghĩa là chết hàng loạt như thế, nhân loại đã từng trải qua. Nhưng mà có thể vì phương tiện truyền thông mình không biết, ai chết mặc kệ ai, chừng nào tới mình mới tính, chứ mình không hề biết. Hôm nay mình biết. Thế mà một cái đại dịch như Covid như vậy được ngăn chặn lại, mà nó mang tính chất lây nhiễm cũng toàn cầu, mà ngăn chặn cũng mang tính chất toàn cầu, thì không phải đơn giản, thưa đại chúng. Chi phí lớn lắm. Và nói chung phải có trí tuệ siêu việt mới tìm ra cách ngăn chặn. Mà ngăn chặn bằng cách phải nhìn ra đúng nguyên nhân và điều phục được nguyên nhân. Cho nên chúng tôi nhắc lại, đến với đạo Phật là đến một cái cảnh giới đầy trí tuệ như thế, thấy được nhân, thấy được quả và thấy được cách điều phục ngay cái nhân mê lầm để ngăn những cái quả xấu dở. Thì huynh đệ nào thích điều đó mới cảm thấy thích thú khi học Pháp. Và xin quay trở lại bài học của chúng ta. Chúng ta đang nghe những lời di giáo của Phật, có nghĩa là bài Pháp cuối cùng trước khi Phật không còn có mặt trên thế gian này qua thân tướng. Chứ Phật có nhập Niết Bàn hoàn toàn không, thưa đại chúng? Không. Phật là cảnh giới thường trụ bất sanh bất diệt. Còn cái thân tướng chính là ứng hóa thân. Đó. Một câu hỏi khác, mình có ứng hóa thân không? Ai thấy mình có ứng hóa thân xin giơ tay lên. Có. Nhưng ứng hóa thân của mình có bằng Phật không? Không. Giữa ứng hóa thân của mình với nhau cũng khác biệt. Khác không? Khác. Đó, cho nên liệu mà tu. Đừng lơ là chuyện đó. Nó giống như đi học vậy đó. Mình phải học tới cái học vị nào thì mình đủ năng lực đến mức độ nào. Quay trở lại bài. Cho nên trong phần pháp yếu chung, tức là những cái lời dạy căn bản trọng yếu, tổng quát, chung có nghĩa là tổng quát, gồm có 3 phần. Thứ nhất, đối trị tà nghiệp. Thứ hai là đối trị khổ vọng. Đối trị khổ đó, nhưng mà khổ này là vọng chứ không thật. Đó, cái điều này không học đạo mình cũng nói, trời ơi khổ vậy mà sao nói vọng, đâu thấy vọng vậy, đâu thấy khổ thiệt. Mấy con để thấy không? Nhưng mà hôm nay thấy nó vọng chưa? Ai thấy vọng, khổ là vọng, xin giơ tay lên. Đó. Khi mình thấy được vậy là khá rồi đó. Chưa giỏi hoàn toàn nhưng khá hơn ngày xưa. Chả biết gì, hôm nay đỡ, biết nó là vọng thôi. Mà khổ vọng này sẽ chia làm 3 phần. Thứ nhất, khổ do căn mình buông lung. Khổ do dục. Dục này gồm có ngũ dục buông lung. Đó, ôn bài nha, tại vì mình vẫn đang phải thực hành. Mà dục buông lung, hôm nay xin trả bài đoạn đó thử.
Mình thử hiểu như thế nào để điều tâm. Dục gồm có mấy loại? Năm dục. Rồi năm dục này là có mấy loại nữa? À, Khánh Trơn được một cái ha, là luôn luôn trả lời rất nhanh. À, thì đó là ưu điểm của con nha, ưu điểm của trí nhớ, nhưng mà còn tiếp theo ưu điểm của điều tâm nữa nha. Hai loại. Rồi xin quý vị trả lời năm dục gồm có cái gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy là một loại. Loại thứ hai là sắc. Đó, nghe nói sắc thọ là biết đi lạc liền. Cũng nghe chữ sắc là có vẻ giống như đang ruột ra. Được, được ha, nhưng mà đưa qua thọ một cái, mình có đợi nói hết không? Không, nghe nói sắc qua thọ là biết lạc đường rồi. Cho nên nhắc lại để chúng tôi cũng sám hối. Thường thường nghe tới câu thứ hai biết sai là tôi kết luận rồi, tôi không có ngồi chờ nghe nói nữa. Nhiều huynh đệ nói, trời ơi, con cũng phải thu với thầy đó nha, thầy hay khóc, cắt nửa chừng của con lắm. Đâu có bắt nghe làm gì, người ta nghe tới đó trật rồi. Công nhận không? Công nhận một lần đi rồi lần khác chúng tôi cắt, quý vị hoan hỷ. Chứ không có đợi phải ngồi chờ người này nói sai, người kia nói sai, rồi tôi phải ngồi tôi chờ thêm một người nữa nói sai nữa. Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đáng lẽ pháp luôn đó, nhưng mà đang nói về năm dục thì kể tới năm thôi. Rồi, ôn bài, ôn cái sườn, cái dàn bài thôi. Kế đến khổ vì tham cầu ăn uống. Nó cũng nằm trong ngũ dục, nhưng mà nó đặc biệt, nó có một cái sức mạnh chi phối, cho nên được đưa ra riêng. Ở trên sẽ phân ra khổ vì căn buông lung, rồi tới khổ vì dục buông lung, rồi phần chính là khổ vì tham cầu ăn uống, khổ vì biếng nhác, là lười biếng nha, rồi ngủ nghỉ. Mình hơi để cái ngủ nghỉ nó chi phối. Mà tới ngủ nghỉ, chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng, hôm nay quý vị có khi nào biết rằng có khi đang mở mắt mà cũng ngủ không? Ta gọi là mở mắt chim bao, không có trí tuệ, mở mắt chim bao cũng ngủ, mà ngủ mê, mà có giấc mơ đàng hoàng đó. Cho nên chúng ta tập tỉnh sáng. Rồi hôm nay chúng ta đang ở phần thứ ba, đối trị phiền não. Đối trị phiền não, trong mấy tuần vừa qua chúng ta học đối trị giận dữ. Thứ hai là sẽ học hôm nay đối trị kiêu mạn. Kiêu mạn cũng là phiền não. Và thứ ba sẽ đối trị vua nịnh. Những điều này học những chỗ khác quý vị sẽ không nghe phân tích cách này. Đây là cách trong kinh Di Giáo đang chúng ta đang ôn phần chánh văn, tức là cái lời chưa giải thích từ trong sự chỉ dạy của Đức Phật. Phần giận dữ đã học xong, chúng tôi hôm nay không nhắc lại, mất thì giờ. Một buổi khác ôn bài chúng tôi sẽ hỏi về giận dữ. Nhưng mà đại chúng có thể nắm cái nguyên tắc căn bản muốn điều phục giận dữ bằng cách nào? Bằng cách nào? Xin cầm micro phát biểu. Giờ này quý vị thông cảm là giờ vàng, tại vì thời gian có giới hạn mà chúng tôi phải xong bài. Cho nên nhường cho đại chúng phát biểu là để khích lệ đại chúng nhớ bài. Khi chúng ta có tu thì chúng ta có nhớ. Và khi nhớ như vậy, huynh đệ sẽ thực hành dễ dàng hơn. Điều phục giận dữ bằng cách nào con? Kính bạch sư phụ, điều phục giận dữ bằng cách nhẫn nhục. Nhẫn nhục bằng cách nào? Chúng tôi hỏi như vậy tại vì có nhiều người sẽ nói không, bắt con nhẫn con chịu đâu có nổi, thà để con giận chứ con nhẫn không nổi. Nhưng mà đệ tử Phật sẽ biết nhẫn nhục mà nổi, chứ không đến nó không nổi. Bằng cách nào? Mời Phương Nhàn. Mô Phật, biết các pháp là duyên hợp,
Do đó mình không có chấp thủ cái đó thì mình nhẫn được. Chấp thủ đi luôn đi, chấp cái ngần cái mới tới thủ ha. Xin nói Duyên Hợp con cũng đi tới cuối cùng. Duyên Hợp chỉ là bước quán chiếu để kết luận nó là cái gì? Chưa xong. Phải nói luôn. Không chấp biết cái đó là duyên hợp giả có thôi thôi thôi. Giả, nó có mà nó giả thôi. Và để nhận được cái này nó cũng gây cấn lắm chứ không có phải dễ. Mình nói đại là được, mình nói cũng như cho suông là thì được. Nhưng mà trong cuộc sống mình cũng phải từng đối diện với cái sân giận của mình. Và mình cũng phải dùng con mắt trí tuệ để nhìn cái sân này nó là duyên hợp. Mình phải nhìn. Và khi nhìn cái là có loại trí tuệ thứ nhì ha. Thấy nó nha, quay lại là đang phản quang này nha. Rồi phản quang rồi thấy nó duyên hợp nha. Là mình đang dùng quán chiếu bát nhã. Mà quán chiếu bát nhã rồi nó chưa có kết quả đâu. Phải có thật tướng bát nhã. Lúc đó phải có trí tuệ thật sự. Mình mới đi qua cái duyên hợp này mà không bị nó cột lại đó. Cho nên chúng ta luyện bằng cách nào? Hằng ngày trong cuộc sống nó sẽ có những điều mình không vừa ý. Mà vừa ý mức độ nhẹ thì cái không vừa ý mà nếu huynh đệ nào ham tu là ngay đó đã tu rồi, chứ không đợi tới giận dữ khổ đau. Vừa không vừa ý thôi thì đó là dấu hiệu của phiền não, của giận hờn rồi. Ngay đó đã được phục. Dấu hiệu của vô minh rồi, của chấp các pháp. Cái tâm chấp các pháp là thật rồi. Cho nên ở đây quay trở lại đối trị giận dữ này bằng nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục của người có học đạo không phải là kềm đè. Không phải mình thấy nó thật rồi mình ráng mình đè, đừng có giận. Thì rất là vất vả. Mà vì nó không thật. Các pháp không thật. Và bản ngã của mình cũng không thật. Và luôn cả cái trí tuệ gọi là phán đoán của mình nó cũng là duyên hợp không thật. Trí phán đoán đó nó cũng là một trí duyên hợp. Chứ nếu là chân tâm thì nó không đối đãi hai bên. Mấy người đề thông cảm không? Cho nên chúng ta tập đi kỹ như vậy đó thì đạo lực của mình mới thật sự là được thành tựu tốt đẹp. Đối trước các pháp mình có thể hồn nhiên, tự tại, vô quái ngại. Chứ nếu không chúng ta đều có cái dính mắc của bản ngã, của lựa chọn. Mà trong đó chính là tập nghiệp nhiều đời của mình. Nó cho mình một cái dính mắc như thế. Nó cho mình một cái sân si như thế. Dính mắc nó thuộc về tham ái. Sân si nó thuộc về chống lại. Cái này là thích chấp thủ. Cái này là thích xả. Thủ xả đó. Thì chúc đại chúng sẽ nhìn được tâm mình. Và mỗi ngày mỗi tiến tu tốt đẹp hơn. Và đối với nhẫn nhục này được ca ngợi là cái công hạnh nó vượt hơn tất cả những cái việc khác. Trì giới không bằng nhẫn nhục. Các công đức lành khác không thể bằng nhẫn nhục. Vì nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Và Bồ Tát mà thành Phật á, muốn có được 32 tướng tốt trang nghiêm, không cần đi thẩm mỹ viện, chính là nhờ tu nhẫn nhục. Hằng ngày chúng ta không đợi phải thành Phật để có 32 tướng tốt. Mà hằng ngày nếu tâm mình lúc nào cũng sân giận á, thì cái gương mặt của mình không có khả ái, không có dễ thương đâu. Cái đẹp đó là cái đẹp của một cái người nhẹ nhàng an lạc, chứ chưa hẳn là cái đẹp của sắc tướng bên ngoài. Thì nhắc đại chúng cái chỗ này. Giá trị của nhẫn nhục là như vậy. Và khi chúng ta nhẫn nhục thì chính là chúng ta đang bảo vệ pháp thân huệ mạng của chính mình.
bảo vệ pháp thân và cũng bảo vệ huệ mạng, tức là cái sinh mạng trí tuệ. Còn khi mình sân thì cái sinh mạng trí tuệ mình còn không? Nó không có còn sống sót, nó đang bị xâm phạm. À, còn pháp thân mình thì lúc đó nó đã biến thành cái gì? À, nó trở thành dục thân rồi, nó không còn là pháp thân nữa. Nó đang bị ẩn khuất rồi. À, thì vài điều căn bản trong những lời mà Phật đã chỉ dạy nhắc nhở tất cả huynh đệ chúng ta cố gắng. Còn hôm nay, và trước khi bước qua cái phần ôn này á, thì chúng tôi cũng nhắc đại chúng rằng nhẫn nhục của đệ tử Phật nó khác với lối tu khổ hạnh của ngoại đạo. Tại ngoại đạo đôi khi cũng đề ra một cách tu điều thân, nhưng mà thường thường điều thân ít có điều tâm lắm, hay có điều tâm đi nữa nó cũng không thể đến chỗ rốt ráo. Cho nên nên nhớ ha, cái nhẫn nhục có trí tuệ nó khác với cái khổ hạnh của ngoại đạo. Hình như điều này chúng tôi chưa trình bày với đại chúng. Xin ôn lại một chút về chỗ đó nha. Như giờ này cái nó chồng lên mấy lớp. Bây giờ tùy duyên nha, khi nào có thể được đoạn đó. Còn bây giờ thì chúng ta đi tiếp đoạn kế. Bây giờ đến phần thứ mấy? Thứ hai hả? Vua nịnh là thứ mấy? Thứ ba. Nhẫn nhục. Hồi nãy là sân si phải không? Sân si là phần thứ hai. Rồi bây giờ vua nịnh. Hôm nay qua phần vua nịnh. Kiêu mạn. Ồ. Kiêu mạn là phần thứ hai. Bắt buộc phải gỡ cái trục trặc máy này. Thật ra trong khi chúng tôi làm mấy cái post vẽ những cái khung á, thì có nhiều khi nó chồng với nhau. Đó. Nhiều khi mình không có kiểm soát bài cũ cái nó chồng mình không thấy. Bây giờ bắt đầu làm việc mới thấy nó đang phản đối mình. Cho nên cái gì nó cũng phải tùy duyên. Hôm nay đến phần kiêu mạn. Bây giờ kiêu mạn trước nhất là kiêu mạn có 7 thứ trước đi. Rồi tính sau. Thứ nhất là cái gì? Khi chúng tôi đọc ở trong kinh Pháp Hoa, lúc này cũng còn mười mấy tuổi thôi, mà khi định nghĩa về mạng có 7 thứ, chúng tôi rất là lấy làm lạ. Mạng thứ nhất, đối với người thấp kém hơn mình khinh khi cho rằng mình hơn. Đó là mạng ha. Rồi cái thứ hai là quá mạng, nghĩa là đối với những người bằng với mình thì mình cũng khinh khi cho là mình hơn. Người thấp hơn mình thì mình cũng khinh chê, khinh khi, coi thường, cho là mình hơn. Mà đối với những người bằng mình cũng khinh luôn, cho là mình hơn. Rồi đến cái chữ chuyên môn á, quý vị có thể bước đầu để ý cái phần giải thích thôi, không cần để ý tới cái danh từ lắm. Cái danh từ là mạng quá mạng, là loại thứ ba, là đối với người hơn mình cũng khinh khi, mình cho mình hơn luôn. Đó, cái ngã mạng nó quái đản lắm, nó vậy đó. Người kém hơn mình cũng khinh, mà người bằng mình cũng khinh luôn. Rồi đối với người hơn mình cũng khinh luôn. Một chút chúng ta hãy đem cái thí dụ trong cuộc sống rồi mình mới tức cười. Cái ngã mạn này có khi mình cũng làm hoài một chút xíu nha, chịu khó nhìn thực tế. Rồi mình có thể mình nói cái đó ai làm nó cũng được, nhưng mà nhìn ra là cũng rất là tốt. Thứ tư mới là ngã mạn.
đối với mình và vật sở hữu của mình sanh tâm khinh thị mọi người. Mình lấy những cái mình thành đạt, những cái vật sở hữu, tài sản, học vị vân vân để khinh thị mọi người thì đó là ngã mạn. Rồi cái thứ năm chúng ta hay nghe nhắc nhở khi trong kinh, khi mà làm lễ sám hối nè, là tăng thượng mạn. Chưa chứng được thánh đạo mà tự cho mình đã chứng thì gọi là tăng thượng mạn. Và thường cái lỗi này là tội trọng á, đối với chúng tôi là tội nặng lắm á. Khoe chứng thánh quả. Rồi thứ sáu là ti mạng, có nghĩa là hạ liệt mạng. Ti liệt mạng, hạ liệt mạng là sao? Đối với người hoàn toàn hơn mình thì tự thấy mình kém mà sanh tâm tự cao. Đó mình nghe đó. Nhưng phải dám chứng minh được trong cuộc sống mình mới thấy trời ơi, cảnh giới chúng sanh nó tội nghiệp lắm. Tôi nghèo vậy chứ tôi có cái tự ái là không nói nha, mà có cái phách lối của người nghèo. Tôi nghèo chứ tôi trong sạch, vân vân. Tôi nghèo vậy chứ tôi nhàn hạ, vân vân. Sẽ có một cái ngã mạn kém rồi đó, mà cũng sanh tâm tự cao nữa. Đâu có an ủi, tự cao thật sự chứ đâu có an ủi đâu. Rồi thứ bảy là tà mạn, làm những điều xấu mà khi thành công cũng ỷ vô đó mà sanh tâm khinh người. Đó, cái đó là tà mạn. Thưa đại chúng, đó là chúng ta đi vào định nghĩa. Chúng tôi xin trở vào cái chánh văn, nếu không thì kẹt. Đối trị vua Nịnh. Tỳ kheo các ông, tâm vua Nịnh cùng với đạo trái nhau. Chữ vua Nịnh mình cũng sẽ hiểu theo thế gian và hiểu theo cái tính chất dụng công. Vì thế phải nên chấp trực tâm mình, nghĩa là làm sao cho ngay thẳng, tâm mình phải ngay thẳng. Phải biết tâm vua Nịnh chỉ là lừa đảo thôi. Nghĩa là sao? Người nhập đạo không nên có tâm vua Nịnh. Do đây các ông phải nên thẳng lòng, có nghĩa là trực tâm, dùng chất trực làm gốc. Đó, cái lời trong kinh chỉ là như vậy, nhưng chúng ta sẽ phân tích để có thể thực hành. Tâm vua Nịnh là sao? Mà tâm vua Nịnh này chỉ là lừa đảo thôi. Vua Nịnh là sao thưa thầy chúng? Theo bình thường cuộc sống của mình, vua Nịnh có nghĩa là đôi khi mình cũng không phải như vậy, nhưng mình thấy một người có quyền thế hơn mình thì mình cũng nói hùa theo. Cho nên cái tâm vua Nịnh đó nó trái với đạo. Mình sống không có chân thật Và với cái chân thật này chúng ta cũng làm quen với chữ. Ở đây nên thẳng lòng, có nghĩa là trực tâm. Mà trực tâm một cách khác là mình nói chân thật cái mình đang có, dù là đó là tâm phàm phu của mình. Mình thương, mình ghét, mình nói chân thật. Nhưng mà cái trực tâm này nó có một cái điều mà cao hơn nữa, chính là chân tâm. Thi đối cảnh, thí dụ chúng ta nghe trong kinh Lăng Nghiêm Phật cho đánh tiếng chuông, giờ này chúng tôi lắc cái tiếng linh, thì nghe đầu tiên cái tâm thẳng ngay lúc đó của mình, trực tâm của mình lúc đó là cái gì? Mở ngay chỗ đó đi. Là cái gì? Cái nghe. Mà trong cái nghe đó đã thương ghét chê khen chưa? Chưa. Đã, nhưng sau đó mình bắt đầu có phân biệt, có lựa chọn. Và mình lựa theo cái người có quyền thế, mình nói hùa theo. Người quyền thế không những cấp cao hơn, mà đôi khi không phải cần cấp cao, mà mình cần lấy lòng
là mình nói hùa theo. Mà khi nó hùa thì nó mang tính chất phân biệt đối đãi. Chứ trên cái chân tâm thì có cái gì để nịnh không? Trong cái chân tâm nó chỉ là một cái biết bình đẳng, không có hơn thua để mà vua nịnh. À, mấy vấn đề thông cảm ha. Vậy trước khi mà đi tới hết cái phần vua nịnh này thì chúng tôi xin mời đại chúng đi lại phần chánh văn của đối trị kiêu mạn. Tỳ kheo các ông phải tự vò đầu, đã bỏ những điều đồ trang sức tốt đẹp, mặc áo hoại sắc, mang bình bát để khất thực tự sống. Nhận thấy như thế, nếu còn khởi tâm kiêu mạn, phải mau diệt nó. Tăng trưởng lòng kiêu mạn, kẻ thế tục bạch y còn không nên có, huống gì là người xuất gia nhập đạo. Vì mong cầu giải thoát nên tự hạ mình mà đi khất thực, lại còn kiêu mạn hay sao? Đó là chánh văn lời Phật dạy. Thì chúng ta lắng nghe coi có câu nào mà đang nói về bệnh của mình không, để mình sửa. Tuy trong kinh Phật kêu, Phật gọi tỳ kheo các ông để chỉ dạy, nhưng mà Phật tử có phần không? Có phần ở trong đó. Vì giữa rừng Sa La sông Thọ thì lúc đó chỉ có hàng xuất gia đang có mặt, nhưng mà sau đó hàng cư sĩ mới có mặt. Thì bài kinh này cũng dành luôn cho tất cả đệ tử của Phật, từ xuất gia cho đến tại gia. Phải tự vò đầu nghĩa là sao? Vò đầu trước nhất là cho giới xuất gia mình hãy rờ lên đầu đi, có tóc đâu, để nhắc mình đang xuất gia đó, mình đang là kẻ tỳ kheo, hủy hình giữ khí tiết. Cạo tóc là đang hủy bỏ cái hình tướng của thế gian, mà tóc cũng là một phần để làm đẹp. Thứ nhất là gài bông ở trên đó, rồi đủ thứ kiểu ở trên đó, gắn bông, gắn nơ, rồi bới lên, rồi xỏ xuống, ẹo qua một bên, rồi dài, ngắn, đủ kiểu hết, là một chỗ để mà trang điểm. Mà trang điểm để đẹp cái gì? Làm đẹp cho bản ngã của mình. Thì khi mà tự vò đầu để nhớ rằng mình đang là người xuất gia, mình đã hủy hình, hủy bỏ cái thân tướng thế gian này để thủ, có nghĩa là giữ khí tiết. Khí tiết xuất thế, dẹp trừ phiền não, giải thoát sanh tử. Cho nên mình đã bỏ những đồ trang sức tốt đẹp để mặc áo ngoại sắc nè, rồi mang bình bát để khất thực tự sống nè. Nếu nhận thấy được như thế mà còn khởi tâm kiêu mạn thì có gì để kiêu mạn không? Không. Khi xuất gia chính là làm kẻ khất sĩ, là kẻ xin ăn. Phật dạy cho đệ tử không phải gọi là hèn hạ mà làm kẻ khất sĩ xin ăn đâu, mà phải là một dũng, phải có một cái dũng khí mới làm được điều đó đó. Chứ chuyện ở đời mình tự tìm cái miếng ăn cho mình, đời sống cho mình, ngó như vậy chứ mình tự chủ. Còn đi khất thực thì chính Đức Phật cũng từng có cái tai nạn nào chưa? Có 3 tháng mùa an cư. Cái ông vua đó, ông hứa ông sẽ cúng dường, thế là tăng đoàn không thể nhận cúng dường nơi khác. Nhưng rồi việc chiến sự của đất nước, ông lo đi dẹp giặc để mà giữ gìn quê hương xã tắc, ông quên cúng dường. Thế là tăng đoàn 3 tháng không có ai cúng cả. Và cuối cùng có một người tội nghiệp quá, đem lúa mà dành cho ngựa ăn, đem cúng dường cho tăng đoàn. Trong đó cũng là cúng dường Đức Phật. Thì chúng ta thấy cái chuyện mà khất thực là chấp nhận làm khất sĩ, là cái người xin ăn.
Sinh ăn này dưới là để làm cái ruộng phước cho chúng sanh gieo trồng căn lành để mà học đạo giải thoát. Còn ở trên thì mình khất thực với ai? Khất thực với Phật để khất thực chánh pháp. Dưới là khất thực thức ăn để gieo duyên với chúng sanh học đạo. Và trên là mình khất là xin cái giáo lý giải thoát trí tuệ của Phật. Thì nếu như thế thì có gì để kiêu mạn? Cho nên nếu mà các ông có tâm kiêu mạn như mấy loại chúng ta vừa đọc, 6 hay 7? 7 loại kiêu mạn mà chúng ta vừa nghe giới thiệu, thì nếu có chúng ta phải mau diệt trừ nó đi. Chưa kể kiêu mạn là một trong 6 loại căn bản phiền não. 6 căn bản phiền não là gì? Thưa đại chúng xin mời lặp lại. Gồm có tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó phải học thuộc nha. Tham, sân, si, mạn. Mạn đó chính là chỗ gồm luôn ngã mạn. Ngã mạn chỉ là một trong 7 loại mạn. À, thì khi biết cái điều đó rồi chúng ta sẽ nỗ lực tiến tu. Nếu khởi kiêu mạn phải mau diệt trừ nó đi. Tăng trưởng lòng kiêu mạn, kẻ bạch y thế tục còn không nên có. Nếu mình là người đời mà mình cứ ngã mạn như vậy thì sao? Thất bại hay sẽ thành công trong cuộc đời? Làm đâu thất bại đó. Cho nên kẻ bạch y cũng còn không có nữa, huống gì là hàng xuất gia. Tăng trưởng lòng kiêu mạn, kẻ thế tục bạch y còn không nên có, huống gì người xuất gia nhập đạo. Chữ nhập đạo này là sao? Xuất gia nhập đạo là sao? Tức là xuất gia để hướng đến nhập vào cái đạo, có nghĩa là cái tâm thanh tịnh. Chí đạo không khó đó, chỉ hiềm giảng trạch đó, đừng có phân biệt thôi. Thì đạo này chính là tâm thể thanh tịnh, chơn tâm thường trụ của mỗi người xuất gia để có thể hiểu, có thể tin và có thể hằng sống với chơn tâm thanh tịnh, cũng là tri kiến Phật của chính mình và cũng là tri kiến Phật của tất cả chúng sanh. Và xuất gia nhập đạo vì mong cầu giải thoát, cho nên mới tự hạ mình đi khất thực mà lại còn kiêu mạn hay sao? Đó là phần chánh văn mà Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Và vừa qua chúng ta đã đọc 7 loại ngã mạn. Hôm nay xin mời đại chúng cùng nhìn trong thực tế. Có khi nào đối với người thấp hơn mình rồi mình khinh khi, mình cho rằng mình hơn không? Có chứ ha. Thứ nhất, có khi là mình sẽ thấy cái gì thấp hơn, học vị thấp hơn, thấy tài sản ít hơn, rồi gì nữa, bất cứ gì cũng khoe hết á. Không những là mình anh em nhiều hơn, mình có khi mình cũng ngã mạn nữa đó. Thấy gì nữa? Chưa rõ. Nhan sắc đẹp hơn phải không? Nhưng mà đẹp xấu mấy hồi ha. Vô thường mà chóng. Rồi đến phần thứ hai, đối với bằng mình mà mình cũng cho là mình hơn. Thí dụ như bằng mình cái mình nói, nhưng mà đâu được bằng như mình cái này. Bằng nhưng mà mình vẫn kiếm một cái gì đó mình hơn. Ví dụ mình nói, có giữ được hoàn quanh không? Mình nói lên là tất cả xếp lốp hết chẳng hạn. Khoe, không những khoe cái hay hơn, để hơn mà cái dở hơn, cái sân si hơn mà mình cũng có khi mình cũng khoe không mắc cỡ luôn đó. Cầm micro.
Mô Phật cũng như có một số ông uống rượu khoe tôi là uống được 2 lít không sai, rồi người kia nói trời có 2 lít à, tôi 3 lít. Coi như là khoe thấy là mình hơn, mà trong khi đó là uống thua người ta mà cũng không phải uống thua, bây giờ uống hơn đi nữa cũng không phải cái để khoe nữa. Đáng lẽ khoe là không uống rượu ha. Mình tự chủ được điều đó, mình dở mà mình cũng đáng mình khoe. Cái đó là cái dở, cái không tự chủ được đó. Rồi bây giờ tới mà tức cười nhất là cái bằng dở hơn mà cũng ngã mạn nữa. Đối với những người hoàn toàn hơn mình, mình thấy mình kém rồi mà mình cũng tự cao như thường. Thành ra trong thế gian nói về cái chấp ngã rồi, nó làm nhiều trò mình không có thể tưởng tượng được. Nó không có, nó không hẳn nó giúp mình tốt, mà có, nó cũng xúi mình làm những điều xấu mà mình không có tự chủ. Rồi khi mà nói cái vua cái kiêu mạn đó, thì trong kinh có nhắc nhở rằng đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 370, Đức Thích Ca Mâu Ni vốn là bậc vương tử. Đức Thích Ca Mâu Ni vốn là bậc vương tử, giàu sang quyền quý. Ngài có thể coi rẻ tất cả mọi người. Thế mà Ngài bỏ hết cương vương vị, diệt trừ tâm ngã mạn, tu hành khổ hạnh, không màng đến lợi danh quyền thế, xem vàng bạc như ngói gạch, coi vương vị như không hoa. Nhưng cái thời mạt pháp nguyên tử này, thưa đại chúng, đây là cái lời dạy của các bậc Đại La Hòa Thượng. Đây là tài liệu của Hòa Thượng Thích Hoàng Quang, là một vị hòa thượng của vùng chùa Phước Hậu Trà Ôn. Nơi đó tuy là nơi nghèo khó, nhưng mà cái sự tu tập của quý ngài rất là tinh chuyên, cho nên sản sinh ra được những bậc cao tăng. Chúng tôi cũng mong ở tại Hoa Kỳ hôm nay có thể về cái mặt hoằng hóa rộng, mình còn chưa có đủ điều kiện. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình quyết chí thì mình cũng có thể có một sự tiến tu chất lượng, và sau này sẽ làm lợi ích cho chúng sanh, cho đạo pháp. Thì ở đây các ngài nói rằng đối với Đức Thích Ca Mâu Ni là một bậc vương tử, ngài đã từ bỏ tất cả vương vị nè, rồi diệt trừ tâm ngã mạn nè, ngài tu hành khổ hạnh nè, không màng đến danh lợi quyền thế, ngài xem vàng bạc như ngói gạch, và xem ngôi cái vương vị như không hoa, có nghĩa là như hoa đốm giữa hư không, nó không thật. Mấy cô đề có thưởng thức được không hoa không? Mình phải biết không hoa là cái gì thì nghe như vậy mình mới hiểu. Thí dụ những khi mình đau mắt thì mình nhìn lên giữa hư không, nó sẽ có những cái hoa mà nó từ đốm đốm vậy đó, nhưng mà nó từ cái đó, con mắt đau của mình, chứ nó không thật. Con mắt của mình hết đau thì tự nhiên nhìn lên không còn thấy hoa đốm, thì đó chính là hoa đốm giữa hư không, nó không thật. Nhưng thời mạt pháp, thời đại nguyên tử này, tài liệu này khoảng năm 1900 khoảng 50 thôi, từ 30 đến 50. Thế mà các ngài đã than thở, nhưng thời mạt pháp, thời đại nguyên tử này, đệ tử của Phật thì than ôi, phần nhiều đi ngược lại. Nghĩa là nếu Phật từ bỏ danh lợi quyền thế vàng bạc thì đôi khi đệ tử Phật hôm nay lại coi trọng điều đó hơn là coi trọng cái chuyện nhận lại cái chân tâm thanh tịnh tri kiến Phật bất sanh bất diệt. Đó thì mấy người đệ nên nhớ một lời than như vậy là một lời nhắc nhở rất là tha thiết.
và tâm vua nịnh, ở trên đó là tâm kiêu mạn. Rồi bây giờ tới tâm vua nịnh là gì? Tâm vua nịnh là tâm khi dối không thật. Người vua nịnh là kẻ tiểu nhân, chứ không phải là người, không phải là bậc quân tử. Bậc quân tử sẽ tôn trọng sự thật, có dũng khí để nói lên sự thật. Nhưng kẻ tiểu nhân nó sẽ yếu hèn, nó sẽ không dám nói lên sự thật. Cho nên Phật mới dạy tỳ kheo các ông tâm vua nịnh cùng với đạo trái nhau. Tại vì nếu sống với đạo là sống với cái thể thanh tịnh vô ngã. Và vì thế cho nên Phật khuyên nên chất trực tâm mình, có nghĩa là nên giữ tâm ngay thẳng. Cũng có khi dịch là ngay thật, mà chữ ngay thật đôi khi mình sẽ làm mình nói không, con nói vậy là thật dữ lắm á. Nhưng mà thật sự cái thật này nó không phải là ngay, vì nó đang thiên lệch. Khi mà chọn phải quấy tốt xấu là nó không thẳng, nó đang tà, đang thiên lệch, đang hiểu chữ tà không? Nghĩa là lệch qua một bên, chứ nó không thẳng. Như cái thí dụ chúng tôi khi mình nghe một âm thanh, mình nghe một lời nói, mình thấy một hình ảnh, mà nếu cái tâm gọi là tâm chất trực, gọi là trực tâm, thì thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, chưa đưa qua phân biệt để chọn lựa thích lời này, không thích lời này, thích gương mặt cười với mình chứ không thích gương mặt nhăn với mình, sụ với mình. Đó, thì thưa đại chúng, thì đó chính là tập giữ cái tâm chất trực. Mà tâm chất trực này chỉ có thể thành tựu được khi mình sống với chân tâm, rèn luyện cái điều này. Phải biết tâm vua nịnh chỉ là lừa đảo thôi, nó không có thật. Nếu mình nghe nói ngọt với này, rồi nghe nói xuôi theo, thì người đó đang có đang lừa đảo không? Nghe chữ lừa đảo nó nặng ha. Nhưng mà lừa đảo ai đây? Chính mình, không có chân thật. Và nếu người ngoài đang nghe thì cũng đang bị mình lừa đấy. Mình lừa, mình nói ngược. Đảo có nghĩa là nói ngược, không có đúng cái sự thật. Người nhập đạo không nên có. Nhập đạo có nghĩa là sống với cái đạo chân thật giải thoát, sống với tri kiến Phật, chân tâm Phật tánh, không nên có cái hành xử như thế này. Do đây các ông phải nên trực tâm, có nghĩa là thẳng lòng, dùng chất trực làm gốc để sống, để tu. Thì tới đây chúng tôi muốn mời đại chúng nghe lại một cái đoạn trong Ngũ Đăng Hội Nguyên để hiểu cái tâm gọi là thẳng lòng, trực tâm. Trực là thẳng ha, tâm là lòng, thẳng lòng, trực tâm là thế nào? Qua câu chuyện của thiền lão bà ở trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Sư cùng Năm Tuyền và mấy huynh đệ đến ý kiến Ngài Cảnh Sơn. Sư chính là Ngài Bảo Triệt, Ngài Thiền Sư Bảo Triệt ở núi Ma Cốc. Ngài cùng với bạn là Nam Tuyền và mấy huynh đệ nữa đến ý kiến Ngài Cảnh Sơn. Giữa đường gặp một bà già, sư bèn hỏi: đường nào đi về Cảnh Sơn? Bà già liền đáp: cứ thẳng mà đi. Đầu trước nước sâu qua được chăng? Nghe cái sự hướng dẫn của bà già thì các vị cùng đi trên đường muốn ý kiến Ngài Cảnh Sơn mới thắc mắc: nếu phía trước có nước sâu thì qua được chăng? Bà liền đáp: chẳng ướt gót chân. Bờ trên lúa tốt thế ấy, bờ dưới lúa xấu thế ấy. Thì như thế nào?
cái người thắc mắc á, đi trên đường thấy bờ trên thì lúa tốt, bờ dưới thì lúa xấu là thế nào? Thề bà già liền đáp: thảy bị cua ăn hết. Lúa dầu là tốt dầu là xấu cũng thảy bị cua ăn hết. Lúa thơm ngon. Nghe phát biểu như vậy thì bà liền nói: hết mùi vị. Sư lại hỏi: bà ở chỗ nào? Khi nghe lời đối đáp của bà già ở bên đường, chỉ đường và nói như thế, thì các sư liền hỏi: bà ở chỗ nào? Bà liền đáp: chỉ tại trong ấy. Ba người đồng tới quán. Và sau đó thì ba vị gồm có ai? Ngài Bảo Triệt, Ngài Nam Tuyền cùng một huynh đệ khác nữa, ba vị đồng tới cái quán nước của bà. Thì bà nấu một bình trà và đem ra ba cái chung. Bà đem ba cái chung đến và bà nói rằng: hòa thượng nào có thần thông thì uống trà. Đem tới, nhưng mà mời như thế nào? Hòa thượng nào có thần thông thì uống trà. Ba người cùng nhìn nhau. Bà nói: xem lão trình thần thông đây. Sau khi mời uống trà mà chỉ mời người có thần thông thôi, thì ba vị này có tự tin mình chưa? Chưa đủ tự tin, thành ra nghe mời uống trà mà không dám uống, tại tự thấy, thật thà thấy mình đâu có thần thông đâu. Thì bà liền bảo: xem lão già trình thần thông đây. Đó. Vậy quý vị coi mình từ từ tự xét mình có thần thông được chưa? Bà cầm chung, cầm cái chung lên và nghiêng cái bình để rót trà. Rót xong rồi thì bà liền đi. Đó là bà chưa mời ai có thần thông thì uống. Còn không có thần thông thì tự biết ha. Thì tới đây câu chuyện nó lý thú như vậy. Để chúng ta chú ý hai phần trong câu chuyện này. Thứ nhất là vấn đề thần thông. Và thứ hai chính là cứ đi thẳng. Cứ đi thẳng là sao? Qua cuộc đối đáp với Ngài Bảo Triệt đã xác chứng rõ ràng chỗ thấy của lão bà vượt ngoài đối đãi. Đối đãi chính là hai bên, còn cái này gọi là thẳng, trực tâm. Thứ đến là nói lên chỗ sống của bà. Chỗ sống là sao? Luôn luôn bà thể hiện như vậy. Nếu người hằng sống được với thể chân thật, nên nhớ mình cũng đang sống, nhưng đôi khi mình sống với cái gì? Với cái tâm vọng, cái tâm chấp ngã, cái tâm tính toán. Cho nên cái phong cách mình phải là thần thông không? Không. Mà mình là cái gì? Nên biết đặt tên luôn để cho chừa. Không phải thần thông thì nó là cái gì? Đang thể hiện lục tặc. Lục tặc giặc đó, nhưng mà nhiều khi mình không nhớ, mình tưởng bạn không à. Và đôi khi còn binh vực nuôi dưỡng thêm nữa để cho người ta sợ mình. Cái này gọi là ngã mạng đó, nó dở muốn chết mà cũng coi như là kiêu căng, kiêu mạng đó. Thì ở đây bà nói lên chỗ sống của bà là người hằng sống được với thể chân thật, thì lúc đó mọi cử động hàng ngày đều là thần thông. Điều này mình nhớ không? Khi nào mình có lục thông? Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà vô niệm, vô ngã. Còn mình nói ra cái nào, phun ra cái nào cũng thấy là đều là có bản ngã. Nói ra cho đến nhìn cái gì thì nó cũng đi theo với bản ngã.
Cho nên chỗ này chúng tôi cũng tha thiết nhắc đại chúng nha. Cuộc sống giữa cái nói vô niệm và vô ngã, để trong cuộc sống mình phải thật thà là bước đầu cũng rất khó khăn. Thể hiện như thế nào đấy? Nhưng nếu thật sự mình tha thiết muốn thực hành cái cách đó thì mình sẽ thấy rằng vẫn có thể nói, nhưng nói mà không chấp cứng. Nói mà không chấp cứng, nói mà biết rằng hiện giờ theo cái hiểu của mình là như thế, và mình cũng sẵn sàng buông chứ không chấp cứng, để mà đấu tranh, để mà cho rằng mình hay. Đó, cái chỗ mà khởi niệm mà từ vô minh thì nó hay hay nó dở? Nó dở mà vẫn cho mình hay, để sân si phiền muộn lẫn nhau. Thì ở đây hàng ngày muốn có thần thông thì chính là qua sáu căn. Cái diệu dụng mà vô niệm, vô ngã, vô chấp đó chính là thần thông. Thì lúc đó tất cả oai nghi cũng đều là thiền. À, và tới đây thì Hòa Thượng trong khi dạy cho chúng ở tại Chân Không vào thập niên 1970, Thầy có đặt vấn đề: ai có thể sánh kịp với bà lão này không? À, để nhắc nhở chúng ta cố gắng bước bước không thể lầm. Bước bước nghĩa là từng bước, nhưng mà cũng là từng sát na, từng giây từng phút, làm sao không lầm. À, thì thưa đại chúng, vấn đề trực tâm là như thế. Cho nên chúng ta cố gắng. Và khi sống được với trực tâm thì mình vô ngã. Mà khi sống được với cái vô ngã rồi thì tự nhiên mình sẽ có những cái hạnh lành mà có thể thực hiện được. Nó khác với bản ngã là luôn luôn tính toán, lựa chọn hơn thua. À, chúng tôi muốn dùng một câu chuyện cũ, nhưng mà vì trong thời gian này là thời gian lễ vía Đức Quan Thế Âm, cho nên chúng tôi muốn ca ngợi cái hạnh lành của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong đó có một sự bố thí hay nhất là không những là bố thí tại thí mà còn bố thí gọi là vô úy thí. Bố thí cái sự không sợ hãi, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí cái sự không sợ hãi, mà trong đó phải có cái vô ngã mới không sợ hãi được. Câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật. Tiền thân của Đức Phật. Có một thời mà Đức Phật cũng thị hiện ở trong loài nai, và Đức Phật là một con nai chúa. Thuở xưa, tại khu rừng kia, một con nai mới lọt lòng mẹ mà đã to lớn như một con nghé. Tức là bằng một con bò con. Con nghé là con bò con. Lớn lên, nó sống trong một bầy gồm 500 con và được tôn làm nai chúa, có tên là Nikroda. Đó, con nai này chính là tiền thân của Đức Phật. Trước khi sau này là Phật thì cũng có một thời Đức Phật là một thị hiện trong loài nai, là một con nai chúa. Gần đó có một con nai khác cầm đầu một đàn 500 con, đó là Shaka. Cũng xin giới thiệu trước với đại chúng để thấy một sự vi diệu mà chúng ta phải biết cho cuộc đời mình đó. Nếu con nai chúa là tiền thân của Đức Phật, là lãnh đạo một đàn nai 500 con, thì đồng thời lúc đó cũng sẽ có một con nai chúa khác cũng cầm đầu 500 con. Thì chúng ta tưởng tượng là ai đây? Chính là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên chúng ta cũng chắc còn gặp nhau nhiều lần để cùng tu ha. Nếu mà thuận duyên cũng bên nhau thuận duyên để tiến tu, mà nếu nghịch duyên chắc cũng còn tiếp tục nữa để mà mài giũa cái đạo lực mà khi gặp nghịch cảnh. Thưa đại chúng, chúng ta sẽ thấy điều này xảy ra
Mà khi đọc Pháp Cú, khi đọc Chuyện Thiền Thân, mình sẽ thấy Phật và Đề Bà Đạt Đa gặp nhau mà luôn luôn là gặp những cái đối nghịch, nhiều trường hợp để mà làm sao vượt qua đối nghịch. Thời đó, vua Ba La Nại là người rất thích ăn thịt nai. Và nhà vua thường cấm dân chúng vào rừng săn bắn. Vì sao? Không có muốn săn những cái con nai của vua. Vua cho là vật sở hữu của mình, phải để cho mình thưởng thức. Thì những người dân mới nghĩ rằng Vua ham ăn nai khiến bọn ta nghèo khổ, không được vào rừng và cũng không được săn con nai, là những con vật lớn có thể buôn bán được nhiều tiền hơn. Cho nên những người dân họ liền có một cái kế để có thể vào rừng săn nai được. Vậy ta đi lùa bầy nai vào một chỗ để ông ta mặc tình bắn giết. Sau khi lùa nai về hết một chỗ cho vua rồi thì những người thợ săn này được vào rừng không? Được vào rừng. Đó là cái hành động có tính toán của những người dân nghèo sống về nghề mà săn bắn. Thế là họ vào rừng vây quanh chỗ ở của Nikroda và Saka. Saka và Nikroda là hai con nai chúa mà tổng cộng sẽ lãnh đạo bao nhiêu con? 1,000 con nai. Lấy gậy đập cây, đập cỏ, đập đất, để vân làm vân. Gì? Để làm gì? Để đuổi đàn nai ra khỏi chỗ ở của chúng. Khi mà lấy cây đập như vậy, nghe tiếng động, đàn nai sẽ ra khỏi chỗ ở. Họ khua động gươm, giáo, cung tên, họ hét vang trời, vân vân. Và khi đã lùa đàn nai vào vườn ngự uyển, họ liền đóng cửa lại đến gặp vua và tâu với nhà vua rằng: Tâu bệ hạ, từ nay bệ hạ khỏi vào rừng. Số nai có mặt trong vườn ngự uyển đủ ăn suốt 5 năm. Tính như vậy rồi và tâu trình như vậy rồi thì nhà vua cảm thấy thích thú, mới đến nơi mà đàn nai đông đảo đang được tụ tập về. Trong đó có 2 con nai chúa nổi bật, sắc lông vàng ánh. Thì nhà vua liền nhận ra. Đó, thì thưa đại chúng, trong chúng cũng vậy, chúng ta loài người với nhau cũng vậy. Những vị có trí tuệ, có được một cái phước đức gì, nó sẽ khác hẳn với cái số đông. Nhà vua nhận ra rằng, à, 2 ngươi là nai chúa, được, ta sẽ tha chết cho cả 2. À, thì đó là cái phước đức của 2 con nai chúa này. Từ hôm đó trở đi, có ngày nhà vua tự mình đi bắn 1 con nai. Để làm gì? Để thích ăn thịt nai, để nhà bếp làm thịt nai. Có khi người đầu bếp làm việc ấy. Và cũng từ đó mỗi lần nhìn thấy cây cung, cả bầy nai rất là kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Ở đây để chúng ta thấy được cái gì của loài vật. Trước nhất nó cũng có cái gì? Xin phát biểu. Mời Khánh Trơn nói thử, với rồi giao cho Khánh Tuệ trả lời tiếp. Với Khánh Trơn. Một vật chưa sư phụ, dạ loài nai cũng sợ chết. Sợ chết. Mô Phật kính bạch Thầy, Đức Phật đã nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên đó là cái biết của tất cả chúng sanh trong đó. Biết nào, cái biết nào? Cái cảm nhận, cái trí tuệ, tất cả mọi sự mời, mình... Mời quý vị phát biểu chỗ này. Chúng tôi muốn mời quý vị chậm hơn, để không thôi mình thường lướt qua một chỗ quan trọng mà hầu như chúng ta đều giống nhau. Và khi ở trong chúng, khi tọa thiền là để chúng ta chậm lại.
chúng ta nhìn thấy một bước trước đó nữa. Dạ, mô Phật chúng ta thầy, đó là tánh giác của loài vật. À, tánh giác, nhưng mà mình thấy chính tánh giác chỗ nào? Khánh Phương Nhàn và tới Diệu Trường, Diệu Thường nha. Chỗ này là chỗ mình vẫn thấy mà mình không ngộ. Cho nên hôm nay chúng tôi mong rằng với cái phước duyên quý vị có lòng tin để về thiền viện cùng tu tập, thì chúng ta có được phước lành để nhìn thấy cái bỏ sót của mình. Dạ mô Phật, con thấy là con biết là mỗi con vật nó đều có cái linh giác của nó. Và nếu mà chúng ta cũng có, nhưng mà nếu chúng ta hãy chậm lại, tỉnh, lặng, thì chúng ta sẽ nhận biết được. Cũng giống chưa như ra, cũng chưa ra, còn đi lòng vòng. Coi như giống như một câu mà con chưa thể nghiệm, nhưng mà con đã nghe được học là coi như là bát nhã là vô tri, nhưng mà vô sở bất tri. Do đó nó gần tới, nhưng mà cũng lệch qua chưa tới. Rồi mời vị khác. Để chúng ta thấy thường thường chính mình không phải con nai không đâu, mà chính mình cũng giống nhau vậy đó. Dụng canh công mình lướt qua một cái điều rất quan trọng. Cái đó mới là trực tâm, thì mình lướt qua. Khi mà nói rằng nó sợ hãi chết thì nó đã qua vọng tâm chưa? Qua vọng tâm rồi, trước đó. Cho nên quý vị nói một cái tổng quát thì có, nhưng trong cái thực hành chưa nhận rõ. Mà chúng tôi không dám nói đâu, không dám nói dùng, để dành phần cho thầy chúng. Xin mời Diệu Thường phát biểu thử. Khi mà chúng tôi đọc lại chỗ này, và từ ngày đó, từ ngày mà vào hoàng cung rồi bị cảnh mỗi ngày ông vua đích thân tự mình bắn một con nai, hoặc là có khi người đầu bếp đích thân bắn một con nai, người đầu bếp thay cho vua, thì từ ngày đó mỗi lần nhìn thấy cây cung, cả bầy nai sẽ kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Thì chừng đó thôi, chúng ta sẽ phân tích ra thành những bước tu tập như thế nào. Thưa thầy, theo con nghĩ đó, thì cái đó là những cái mà học tập của cái đàn nai, hoặc là thôi như là mình đi học đó, thì mình sẽ thấy được là hễ có cái cây cung thì là có một người bị, chỉ có một con nai bị chết. Rồi, bây giờ một cách gợi ý nữa nha. Kết hợp trong cái đoạn ngắn này thôi, cái đoạn của con nai mà từ đó mỗi lần nhìn thấy cây cung cả bầy nai kinh hoàng bỏ chạy, kết hợp với bốn loại tâm. Mô Phật, thưa sư phụ, giờ tập khởi tâm. Tập khởi tâm, nhưng mà trước đó thì sao? Dạ là sự sợ hãi đó là... Con nói tập khởi tâm, chứ trước đó chính là duyên lự tâm. Cái tâm dính mắc theo cảnh và phân biệt. Để quý vị nói kinh nghiệm, con nai nó thấy cây cung thì nó có một kinh nghiệm là sẽ bắn chết. Tại vì bạn nó bắn chết nó thấy. Cho nên đó là loại tâm thứ hai mà trong thời gian 3 tháng an cư này chúng tôi dừng ở chủ đề đó 3 tháng, thử xem quý vị tiến tu như thế nào. Mà nếu 3 tháng không được, chúng tôi sẽ kéo dài thêm 3 tháng nữa. Có học cái gì cũng dừng lại bằng cái chủ đề đó. Thì cái tâm thứ hai là tâm duyên lự dính cảnh. Con nai cũng vậy, nó nhìn thấy cái cung và nó có một kinh nghiệm rằng sẽ có chết. Duyên lự tâm để chết. Nhưng mà khi mà cái tâm mình đã khởi niệm như vậy, hoặc là ông vua cho đến người đầu bếp hành xử như vậy, niệm thiện ác nó đều giữ lại trong tâm mình. Ở loại tâm thứ ba là tập khởi tâm, nhóm hợp tất cả những hạnh lành, nhóm hợp tất cả những nhân xấu ác của mình trong hàng ngày, trong đời sống, để rồi nó thúc đẩy mình tạo nghiệp ngay đời này và nhiều đời khác, gọi là tập
khởi tâm, nhóm hợp tất cả những niệm thiện ác và sẽ khởi những niệm thiện ác từ những hạt giống mình đã tích lũy, gọi là tập khởi tâm. Nhưng cuối cùng là chân tâm để mình tu. Từ tất cả chúng ta đều có tập khởi tâm, tâm ác, tâm thiện tích lũy nhiều đời. Chúng ta sẽ tu hướng đến chân tâm. Để nó khởi lên, mình có thể làm chủ mà đưa nó về chân tâm. Nhưng vẫn có một cái khoản dành cho người thông minh. Cái xuông đi từng bước nó là như vậy, nhưng thật sự nó cũng có một cái bước đột phá là gì? Mà chúng tôi mời quý vị nói chậm, nghe chậm. Và giờ này chúng tôi đọc chậm lần thứ ba. Từ đó, nghĩa là từ khi mà bị gom hết vào trong vườn ngự uyển, rồi ông vua mỗi ngày rất thích ăn thịt nai, cho nên đích thân bắn một con nai. Dĩ nhiên bắn rồi giao cho nhà bếp. Có khi vua bận việc triều nội, cho nên giao cho người đầu bếp thay vua làm việc này. Trước khi nấu ăn thì cũng phải giết con nai. Từ đó, từ ngày đó, mỗi lần nhìn thấy cây cung, cả bầy nai kinh hoàng. Vậy khi kinh hoàng thì sao? Là tâm gì? Kinh hoàng tâm số mấy, xin giơ tay lên coi coi tỉnh ngủ không hay ngủ rồi. Khi kinh hoàng mà làm sao tâm số 1 được? À, cảm xúc, cảm xúc. À, nhưng mà nó cũng có thể là qua tâm số 2. À, nó phải có duyên lự, nó nhìn vào đó để nó có cái sợ hãi, cảm xúc. Nhưng trước đó thì có tâm nào? À, cái khác là như vậy. Và thưa đại chúng, mặc dù tôi rà tới rà lui rồi đó, nhưng mà không phải dễ tỉnh sáng để thấy được điều đó đâu. Và thường mình bỏ qua cái bước quan trọng đó. Và tu thành công hay không là mình dừng được ở chỗ đó. Chứ không phải mình đợi tạo nghiệp rồi mình mới tu để chuyển nghiệp. Thì hôm nay chúng tôi mong rằng quý vị có được món quà này. À, một lần chót trước khi đi đến kết thúc câu chuyện. Từ ngày đó, mỗi lần nhìn thấy cây cung, tâm số mấy? Đã giơ tay lên cũng còn trật ha. À, cho nên nhắc lại, khi nào tâm mình mở sáng mình mới đáp trúng. Và chúng tôi không đáp đâu. Người nói số 1, người nói số 2, người số 1 là cảm xúc ha. À, gọi là đoàn nhục tâm, feeling. Người số 2 thì là đang là tâm dư lực. Từ ngày đó mỗi lần nhìn thấy cây cung mới tới đó mà. À, thấy chưa? Tới đây cũng đủ thứ trình độ hết á. Nhưng mà để lại cho đại chúng tự nuôi dưỡng mình. Từ đó mỗi lần nhìn thấy cây cung, cả bầy nai kinh hoàng. Đó. Nhưng mà tôi đâu có hỏi tới cái tâm nào đâu. Đang nói từ đoạn, phải trả lời từ đoạn. À, cả bầy nai kinh hoàng, bỏ chạy tán loạn. Rồi, tự nuôi dưỡng nha, xin tiếp tục buổi học. Con nai nào chậm chân, bị bắn trúng, ngã quỵ xuống đất. Mà cái đôi mắt của nai còn hoảng loạn, không hiểu vì sao mình bị giết. Trước sự việc kinh khủng đó, hai con nai chúa mới bàn với nhau. Đây là sự xuất hiện của lãnh đạo. Lãnh đạo loài vật cho đến lãnh đạo loài người. Giống như Thái tử Tất Đạt Đa khi thấy cảnh sanh già bệnh chết liền xuất hiện. Phải xuất gia, phải tâm đạo giải thoát. Thì ở đây
cũng mang một tinh thần như vậy. Trước sự kinh khủng sợ hãi của bầy nai, khi bị bắn chết ngã quỵ xuống đất rồi mà đôi mắt đầy hoảng loạn, không hiểu vì sao mình bị giết, thì hai con nai chúa mới bàn với nhau. Và quý vị sẽ thấy hai cái tâm của lãnh đạo khác nhau. Chúng ta phải làm sao chấm dứt nỗi sợ hãi triền miên đó? Chúng ta đoán con nai tiền thân của ai sẽ nói câu này? Đức Phật, chứ không phải là Đề Bà Đạt Đa. Dù khi bàn thì phải bàn cùng đẳng cấp lãnh đạo, nhưng người có tư tưởng này phải là tư tưởng của hàng Bồ Tát. Cho nên khi đưa ra vấn đề bàn với con nai chúa kia rằng chúng ta phải làm sao chấm dứt nỗi sợ hãi triền miên đó, vì sẽ sợ hãi bao lâu? 1000 lần có nghĩa là 3 năm. 1000 lần có nghĩa là phải sợ hãi 3 năm, mà mỗi ngày phải sợ hãi, chưa biết ai là người chết. Cho nên nai chúa tiền thân của Đức Phật đã nói rằng mỗi ngày một con nai đi đến chỗ chờ chết rồi nằm đó, đề nghị: ngày mai một con nai trong đàn của tôi sẽ đi trước, ngày mốt một con nai trong đàn của bạn, cứ thế luân phiên. Lấy cái chương trình là mỗi ngày một con nai đi đến chỗ chờ chết, có nghĩa là đứng ngay cái bếp, nằm đó chờ chết. Chỉ có một con nai đón chờ cái chết thôi, còn số nai còn lại bình an. Khác hơn nếu không có tổ chức thì cả đàn đều sợ hãi, không biết tới phiên mình chưa. Thì nghe như vậy, con nai tên là Sắc Ca đáp: tôi đồng ý. Thế là từng ngày một, mỗi khi tới lượt mình, con nai tử tội tự mình đi đến chỗ chỉ định, nộp mạng cho người đầu bếp. Dĩ nhiên cái thứ tự này cũng phải công bằng. Trong kinh không kể rõ, nhưng mà cũng phải có sự công bằng thứ lớp. Một hôm tới phiên con nai cái có chữa ở trong đàn của Saka. Con nai đó đến gặp chủ của mình, có nghĩa là đến gặp Saka và thưa rằng: thưa chủ, tôi sắp sanh con, nếu tôi chết là có tới 2 người bị giết, 2 sinh mạng bị giết, hãy cho qua phiên của tôi. Không được, ai chịu chết thay cho ngươi? Đó, thì cái con nai chúa Saka này trả lời như vậy. Thì con nai cái này rất là buồn bã đến trước mặt của Nigroda, tức là đi qua nai chúa của đàn kia, trình bày hoàn cảnh của mình. Và Nigroda đã nhận lời giúp đỡ bằng cách bắt một con nai khác đi, phải không? Đây là chỗ mà muốn làm lãnh đạo tài đức mình phải học. Khi hứa rằng sẽ giúp đỡ thì chính nai chúa tự mình đi đến đoạn đầu đài. Đó là tư cách lãnh đạo mình phải học. Được, ngươi đi đi, có nghĩa là tha cho ngươi, và người thay thế ngươi nằm trước nhà bếp chính là nai chúa Nigroda. Người đầu bếp lấy làm lạ. Làm đi. Lạ chuyện gì? Nai chúa được tha, sao hôm nay nai chúa lại nằm trước nhà bếp? Cho nên lấy làm lạ, đi báo tin cho vua biết. Nai chúa này đã được vua tha chết, nay sao lại ở đây? Khi đó vua cùng với các quan đến đó xem hư thật thế nào. Vì thông thường mà được tha chết, có ai tình nguyện chết không? Chuyện đó không có. Cho nên khi gặp, thấy con nai chúa đang nằm trước
nhà bếp thì nhà vua đã hỏi: Này nay chúa, sao ngươi nằm đây? Nay chúa mới thưa: Tâu bệ hạ, con nai có chữa đến yêu cầu tôi chọn một con nai khác thay thế cho nó. Tôi không thể bắt ai đến chỗ này được, nên tôi phải đến đây. Hỡi con nai chúa cao cả, có sắc vàng. Đây là sự xúc động của nhà vua. Ta chưa bao giờ thấy giữa loài người có ai có lòng từ bi như ngươi. Thôi, hãy đứng dậy, ta cho ngươi và con nai cái ấy thoát khỏi sự sợ hãi. Đó, thế là nhà vua mới khởi tâm từ bi trước tấm lòng từ bi của con nai chúa này. Cho nên bảo con nai chúa này: Hãy đứng dậy, ta tha cho ngươi thoát khỏi sự sợ hãi, ngươi không bị chết, mà ta cũng tha luôn cho con nai cái sắp sanh con thoát khỏi sự sợ hãi. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh cho đại chúng, dù câu chuyện này chúng ta có nghe, nhưng nếu mà chúng ta không nghe kỹ, mình sẽ không bắt gặp được những cái tinh túy của câu chuyện. Con nai chúa này liền tâu rằng: Tâu bệ hạ, có hai con nai vừa được thoát khỏi sự sợ hãi. Hai con nai đó là ai? Là chính nó và con nai sắp sinh nè. Nhưng những con nai, những đàn nai còn lại thì thế nào? Này nai chúa, ta sẽ cho đàn nai còn lại thoát khỏi sợ hãi. Có nghĩa là tất cả đều không bị chết. Tâu bệ hạ, cả đàn nai trong khu vườn này được thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng những con nai khác ở trong rừng thì sao? Này nai chúa, ta cho chúng thoát khỏi sợ hãi. Theo mình mà được thoát sự sợ hãi rồi, mình dám nói câu nào không? Không, mình sợ nói lung tung đây rồi một lát sẽ bị thu hồi, coi như lấy lại cái sự phát tâm. Nhưng đây là một người, một bậc dũng khí cho nên không sợ hãi. Tiếp tục tâu tiếp: Tâu bệ hạ, loài nai được thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng các loài vật bốn chân khác thì sao? Này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi. Tâu bệ hạ, các loài bốn chân được thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng loài hai chân thì thế nào? Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi. Tâu bệ hạ, các loài chim hai chân được thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng loài cá sống trong nước thì thế nào? Này nai chúa, chúng cũng sẽ được thoát khỏi sợ hãi. Như vậy là con nai chúa Nigroda đã giúp cho nhiều loài vật thoát khỏi sự sợ hãi. Cho nên hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây để biết rằng nai chúa Nigroda chính là tiền thân của Đức Phật. Và chúng ta thấy bên cạnh tiền thân của Đức Phật luôn luôn có một tiền thân song hành, chính là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Cũng có một cái phước đức ngang ngửa, nhưng mà dĩ nhiên trí tuệ và cái hạnh tu không bao giờ bằng được. Nó luôn luôn là trái ngược. Cho nên khi nghe những câu chuyện như thế rồi, thì trong cuộc sống lỡ chúng ta có một Bồ Tát nào song hành mà luôn luôn ngược với chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đôi khi đó là thiện hữu tri thức. Vì nhờ những cái nghịch cảnh đó mà chúng ta vượt qua, chúng ta giữ được tâm mình mà mới chống thành tựu được đạo quả. Chúc tất cả huynh đệ tiến tu tốt đẹp, vượt qua tâm phiền não sân si, vượt qua tâm kiêu mạn và vượt qua tâm vua nịnh, nếu chúng ta thường sống với chân tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Xin kết thúc buổi học hôm nay ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả ai để tử và chúng sanh Phật đạo. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thắm chánh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sáng lạn, tình anh em sẽ là xương sống, thắm chánh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bắt nhịp cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắm chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu
chưa nhìn được mình. Đường ta đi con đường sang lạn, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta.